Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Campuchia sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với các quốc gia láng giềng nhằm duy trì an ninh, ổn định dọc tuyến biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân ở khu vực biên giới. Đây là khẳng định của Chính phủ Hoàng gia Campuchia tại Diễn đàn Chính sách Đối ngoại của Campuchia trong bối cảnh ASEAN diễn ra ngày hôm qua. Phát biểu tại diễn đàn, ông Cung Phúc, Quốc vụ Khanh kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia cho biết, chính sách đối ngoại hiện nay của Campuchia nhằm tiếp tục thúc đẩy, phát huy vai trò của Campuchia tại các tổ chức khu vực, đặc biệt là ASEAN, đảm bảo Campuchia đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy các lợi ích cốt lõi của đất nước, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này cũng đang tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại trên trường quốc tế. Bên cạnh việc chú trọng quan hệ đối ngoại với các nước láng giềng và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã nâng cấp quan hệ đối tác và hợp tác sâu rộng với các quốc gia khác vì lợi ích cốt lõi của Campuchia theo phương châm duy trì bạn cũ, tăng cường quan hệ với bạn mới, vốn được xác định từ thời cựu Thủ tướng Hun Sen. Ngân hàng Thế giới WB vừa nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu căn cứ trên dữ liệu chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, định chế này cũng cảnh báo đà tăng trưởng toàn cầu vẫn yếu do nhiều yếu tố. Trong các dự báo cập nhật mới nhất, WB cho rằng kinh tế thế giới năm 2024 sẽ tăng trưởng 2,6%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo đưa ra đầu năm nay, nhưng vẫn thấp hơn so với mức tăng trưởng của những năm trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Cũng theo WB, các nền kinh tế nghèo nhất thế giới có triển vọng kém lạc quan do khó khăn về nợ công, thương mại hạn chế và chi phí khắc phục các thảm họa khí hậu. Đối với các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi, WB dự báo mức tăng trưởng sẽ đạt 4% trong năm 2024. Đối với hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, WB dự báo Mỹ sẽ tăng trưởng 2,5% nhờ tăng chi tiêu tiêu dùng và tăng chi ngân sách của chính phủ, trong khi nhập khẩu giảm. Còn Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, được dự báo sẽ tăng trưởng 4,8% với đà tăng chậm dần lại do lĩnh vực bất động sản tiếp tục suy giảm. Các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới dẫn đến bạo lực tiếp tục gây ra những tác động nghiêm trọng đối với trẻ em trong suốt năm ngoái, trong đó số vụ bạo lực gây thương vong gia tăng ở mức cao nhất từ trước đến nay. Theo Liên Hợp Quốc, tình trạng bạo lực nhằm vào trẻ em trong năm 2023 xảy ra tại khoảng 20 vùng xung đột trên thế giới, bao gồm dải Gaza và Sudan, trong đó số vụ bạo lực nghiêm trọng xảy ra ở mức đáng báo động, với hơn 30.700 vụ trong năm 2023, tăng hơn 20% so với năm 2022. Báo cáo chỉ ra 6 loại bạo lực nghiêm trọng đối với trẻ em, gồm gây thương vong, xâm hại tình dục, bắt cóc, tuyển mộ và sử dụng trẻ em trong các cuộc xung đột, cản trở tiếp cận viện trợ nhân đạo và tấn công trường học bệnh viện. Chỉ tính riêng tại Sudan, số vụ bạo lực nghiêm trọng đối với trẻ em trong năm ngoái tăng gần 500% so với năm 2022. Còn trong các cuộc xung đột ở khu vực Trung Đông, con số này là 155%. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, sự gia tăng số vụ bạo lực chủ yếu là do các cuộc xung đột vũ trang mở rộng quy mô và mức độ, việc sử dụng vũ khí ở khu vực đông dân cư, sự nổi lên của các nhóm vũ trang mới, tình trạng khẩn cấp về nhân đạo cũng như không tuân thủ luật lệ quốc tế. Nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tất cả các bên xung đột thực thi các biện pháp để ngăn chặn tình trạng này. Theo giới chuyên gia, số lượng chim cánh cụt hambâu đã giảm mạnh ở các vùng ven biển miền Trung Chile, khiến chúng trở thành một trong những loài chim cánh cụt dễ bị tổn thương nhất trong 18 loài trên thế giới và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Theo Quỹ Bảo tồn Safari, mối đe dọa chính với chim cánh cụt ngoài tự nhiên là ô nhiễm biển, do con người không quản lý chặt chẽ thú nuôi và xáo trộn nơi làm tổ của chúng. Bên cạnh đó, bệnh cúm gia cầm kết hợp với hiện tượng thời tiết El Nino đã tàn phá nghiêm trọng đến quần thể chim cánh cụt và các loài động vật hoang dã khác. Kết quả là tỷ lệ sinh sản của chim cánh cụt hambâu đã giảm mạnh xuống gần như bằng không. Khi các giải bóng đá lớn trên thế giới diễn ra, cũng là lúc người hâm mộ háo hức với dự đoán kết quả các trận đấu. Một trường đại học ở Đức mới đây đã chọn nhà tiên tri mới cho vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 sắp diễn ra, đó là vi khuẩn E. coli. Để dự đoán vui về kết quả trận đấu mở màn vòng chung kết Euro 2024 giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Scotland vào ngày 15 tháng 6 tới, nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Khoa học ứng dụng Furtwangen của Đức đã nuôi cấy chủng vi khuẩn vô hại E. coli K12 trên một đĩa Petri được thiết kế mô phỏng sân bóng đá. Kết quả dự đoán dựa vào số lượng vi khuẩn tập trung trong vòng cấm của hai đội, bên nào tập trung nhiều vi khuẩn hơn thì được dự đoán sẽ giành chiến thắng. Và trong trận đấu mở màn Euro 2024, vi khuẩn dự đoán chiến thắng sẽ thuộc về đội chủ nhà Đức.
Mặc dù sử dụng vi khuẩn, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết chủng E. coli K12 mà họ sử dụng là vô hại. Bản tin thời sự quốc tế xin được khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.